hôm nay Vũng Tàu ăn lẩu đông quá anh em ơi. Đây có hai đồ Long An lên nữa nha. Thôi đừng nhầm, bám đích tập đầu á. Ăn lẩu hình như anh em thích ăn lẩu bớp chim hồi đuối không? Nè ăn lẩu bớp chim hồi đuối đâu quá anh. Quay mèo đụng xa quay. Mèo đụng xe rồi. Đúng rồi. Đi đúng đường đúng không? Đúng rồi. Quá đông. Quá vui. Rồi, chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha.